Chào tất cả mọi người. Hôm nay Thông và chị Thu Yến sẽ quay lại với mọi người tiếp tục là món gà ác tìm tổ yến trái dừa. Thì cái nguyên liệu chính của mình đó là gà ác, một trái dừa. Các nguyên liệu để mình tìm kèm gồm có củ sen ha, hạt sen, kỷ tử, táo đỏ, sâm và ít nhãn nhục để lấy vị ngọt ha. Thì để lấy một cái mùi tìm nhẹ thì Thông sẽ dùng một xíu rượu mai quế lộ, rất là tịn ha. Cái phần nước dừa Thông đã lấy ra ha, và cái phần nước dùng này là Thông đã ninh 2 tiếng từ xương gà và một ít baro cho nó thơm và lấy ngọt từ rau củ ha. Thì nó đã có cái phần nước dùng này. Cái gia vị để mình nêm cho cái món này thật rất là đơn giản là Thông chỉ dùng một xíu cái muối hạt tự nhiên và một ít đường phèn. Thì không có nhiều gia vị trong một cái món ăn rất tốt cho sức khỏe. Thì mọi người biết là yến đã tốt cho sức khỏe rồi. Và hôm nay Thông sẽ hướng dẫn mọi người cái yến này là cái đối tượng của Thông muốn hướng tới đó là dân văn phòng và những người đang đi làm. Thì sẽ dân văn phòng thì sẽ hành động nhiều trên cái máy tính á. Thì Thông sẽ bổ sung cái phần kỹ tử ha, giúp sáng mắt ha. Cái phần củ sen và hạt sen á, thì nó sẽ an thần ha, dễ ngủ. Rất là dễ ngủ ha. Và cuối cùng là cái táo đỏ ha, nó sẽ là bổ máu. Thì để mà làm món này thì cho chị Yến sẽ phụ Thông ha. Thì sẽ bỏ cái phần nguyên liệu vào trong trái dừa. Chị sẽ bỏ trái dừa. Mình sẽ cho cái phần củ sen ha. Mình sẽ cho 3 lát củ sen. Cái này hạt sen. Đúng rồi, chị sẽ bỏ vào một ít. Cái nguyên liệu này nó sẽ không có đồng đều với nhau vậy thì thời gian chưng sẽ là bao lâu không? À, thật ra mình chưng cách thủy á, thì nó lại không ảnh hưởng gì, nó không bị làm vỡ hay làm mềm. Nên là mình sẽ chưng cách thủy tất cả các nguyên liệu này trong vòng 2 giờ đồng hồ. Sau đó mình sẽ bỏ cái phần yến tươi mình đã ngâm 15 phút. Tiếp tục mình chưng thêm 20 phút nữa là cái món ăn của mình đã xong. Nhưng mình cũng không phải là làm nhiều vì mình chỉ chờ thôi. Chờ 2 tiếng xong mình hẹn đồng hồ đúng không? Mình làm việc hẹn đồng hồ xong bỏ yến vào thêm 20 phút. Rồi mình đã có một món thành phẩm. Mình thấy trong món mình có sâm. Vậy thì cái này dùng cho đối tượng nếu như mà trẻ em dùng thì có dùng sâm được. Nếu mà mình dùng cho trẻ em thì mình sẽ không sử dụng bỏ cái phần sâm vào ha. Thì mình chỉ những cái còn lại đều được hết ha. Mình sẽ không bỏ sâm vì cái này đang sử dụng cho người văn phòng, giới văn phòng và những người phụ nữ, lớn tuổi phụ nữ. Trước đúng khi rồi. Đang có bé bi và sau khi đúng rồi. Chờ khi đang phụ nữ mang thai và khi mới sinh trẻ em xong mới sinh xong thì cũng rất là tốt ha. Cái món tìm thì nó rất là tốt. Và những cái người mà mới bị ốm dậy á, là mất máu gì kia thì cái này nó sẽ bổ sung rất là nhiều luôn ha. Thì các nguyên liệu này thì mình cho vô luôn hay là mình cái đó thì mình sẽ bỏ nước rồi mình sẽ cho vô. Thì sẽ Thông sẽ sử dụng 1-2 lát gừng ha. Vì cái món này nó rất là mát nên Thông sẽ cho 1-2 lát gừng vào thì nó sẽ làm ấm cái phần bụng ha. Chỉ bỏ một con gà vào ha. Cái phần rượu này là mình để mình Đúng rồi, mình lấy cái một phần rượu đầu tiên là mình sẽ xử lý là mình sẽ bỏ mình xoa đều con gà cho con gà nó xử một nửa thôi chị. Sử dụng một chút rượu. Rồi. Cho rượu vô luôn. Rồi. Cho vào một chút xíu rượu thôi ha. Rồi. Cái rượu này khi mình tìm lên nó rất là thơm, mùi mai quế lộ ha. 1-2 lát gừng. Vậy thì cái phần yến này là mình chưng cái này chưa ha. Cái sau khi mình đã chưng được 2 giờ đồng hồ cho tất cả các nguyên liệu này nó hòa quyện và nó mềm gà rồi thì sau đó mình sẽ bỏ yến vào mình chưng thêm 20 phút là hoàn thành món ăn. Thì bây giờ Thông sẽ dành một xíu cái phần muối hạt ha. Và đường phèn vào luôn ha.
Nhưng mà ở khi mà mình đi mua ở ngoài, mình về mình thường cái món gà tiềm thuốc bắc ở phía ngoài mình mua hay ngoài chợ về, thì thường nghe cái mùi thuốc bắc nó dậy, cái dậy cái mùi thuốc bắc mà ngay bản thân của Thu Yến thôi cũng không thích mùi thuốc bắc như vậy. Thì các nguyên liệu của mình thì mình có thể loại bớt những cái nguyên liệu thuốc bắc, nhưng như vậy thì nó có sẽ ảnh hưởng đến cái hàm lượng dinh dưỡng trong cái không món ăn cái đó. Thật ra thuốc bắc đó thì nhiều người ta lại không có nghe được cái mùi thuốc bắc. Thông chỉ lấy một số cái vị trong thuốc bắc như là táo, đẳng sâm, thị tử thôi, những cái vị nó không có nghe cái mùi nồng của thuốc bắc. Và cái này mình dạng như là cái phần ngũ quả nó rất là dễ và nó đối tượng là mọi người đều có thể ăn được. Ở đây Thu thấy còn có nấm, như vậy thì các nguyên liệu này mình cũng có thể bổ sung thêm, ví dụ dạ đúng rồi, khi mà mình ăn nấm thì mình cũng bỏ vào sau bắp. Mình ăn đúng rồi. Đúng rồi, như cái loại bắp ở trên thị trường rồi các loại nấm, các loại rau củ quả khác. Đó là mình lấy cái độ ngọt, đúng rồi, mình lấy độ ngọt từ phần rau củ thêm. Thì đúng là cái này thì mình sẽ chưng trong 2 tiếng ha. Thì mọi người biết là cái hạt sen, củ sen rồi kỷ tử với mọi người chú ý một xíu là sau khi bỏ yến vào mình mới bỏ cái phần kỷ tử vào mình chưng ha. Vì cái kỷ tử này nếu mình bỏ trước nó ra bị chua ha, thì mình sẽ bỏ cùng với yến. Mình chú ý là hai phần là yến và kỷ tử mình bỏ sau khi đã chưng 2 tiếng, bỏ thêm hai nguyên liệu này và mình chưng thêm 20 phút. Chỉ tức là khi mình chưng 2 thôi. Tiếng rồi thì mình sẽ bỏ này 20 phút nữa thôi. Đúng là, rồi, là hoàn xong. Thành món ăn đúng không? Rồi, cái món cũng rất là đơn giản ha. Sử dụng cái độ ngọt từ nước dừa, nước dùng gà và những cái nguyên liệu. Thì không phải để mọi người chờ lâu quá 2 tiếng, thì hôm nay Thông đã chuẩn bị nè. Đó là một cái Thông đã tìm được 2 tiếng 20 phút, Thông đã cho yến và kỷ tử vào luôn rồi ha. Rất là thơm nhưng mà Thu vẫn nghe cái khoảng cái mùi thơm của sâm nhiều, mà mùi thơm của sâm đúng không? Mùi thơm nhẹ của sâm và cái mùi mai quế lộ thì nó cũng nhẹ thôi chứ không nồng như những cái mùi thuốc bắc hay những ngoài tiệm. Và cái nước dùng của mình cũng rất là trong ha. Nó không có màu nâu giống như cái màu của thuốc bắc là nhiều. Thì cái nước dùng của mình nó cũng trong, nó thanh đạm từ cái phần hạt sen táo tàu nó cũng ra cái màu nhẹ ha. Sẽ lấy ra ha. Ây, nóng quá. Mùi rất là thơm. Chị Yến, chắc bán Yến nhiều cũng có khách hàng sẽ hỏi là có Yến thật và Yến giả không, đúng không chị? Thì nếu mà khách hàng hỏi như vậy thì chị sẽ trả lời như thế nào? Rất là nhiều khách hàng hay hỏi là Yến thật làm sao, Yến giả làm sao. Nhưng mà thật ra là quan điểm của mình cũng không biết Yến giả sẽ là như thế nào. Tại vì mình làm Yến thật không rồi nên không có biết Yến giả. Nhưng mà trên thị trường thì bình thường thì khách hàng, những cái sản phẩm trên thị trường thì thường sẽ nếu như mà nguyên chất thì khách hàng thông minh thì khách hàng nhận ra là về độ mùi tanh của Yến, về độ giòn của yến chẳng hạn. Còn yến mà thường mà khách hàng mua về mà khách hàng thấy có cái độ hơi bị mềm, hơi bị dẻo mà cầm cái tay nó rít rít đó, thì thường thì sẽ là thêm cái nhà sản xuất thường thêm là các cái chất khác, là mình nghe nói thì đó là đường, kết tinh từ đường hay là từ da cá, đó là làm nặng hơn, nặng hơn cái trọng lượng. Và có thể họ sử dụng một cái loại keo trong để nó kết dính lại, kết dính cái tổ lại. Cái đó là do là một số nước mình thấy là họ xuất khẩu cho nên làm cái đó để trong quá trình xuất khẩu họ không có bị vỡ tổ. Nhưng mà thật ra thì nói hại thì sẽ cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhiều, tại vì nó cũng là một cái dạng thực phẩm mà được Bộ Y tế cho phép, nhưng mà người tiêu dùng sẽ bị hại. Đúng là hại túi tiền. Đúng là hại túi tiền. Vì cái đó nó nặng, còn cái yến nó là nhẹ và bỏ vào thì mình mua những cái rẻ tiền mà tính giá mất tiền đúng không chị? Ví dụ 3 triệu 100 gram thì bây giờ nếu như mình khách hàng người sản xuất người ta độn những cái chất đó vào thì chỉ còn khoảng 700 gram 800 gram thôi. Thì giờ thì cái lượng yến của mình nó sẽ không đủ, mà thay vì mình bỏ ra 3 triệu mình mua 100 yến chất thì sẽ lợi hơn. Còn như yến giả thì mình không dám nói là yến giả. Đúng rồi, thì đúng là mình không có thể là không hại tới sức khỏe nhưng mà hại tới túi tiền. Vì mình mua yến á, là mình mua yến giá trị nó cũng hơi cao một xíu, nhưng mà mình mua cái kia thì nó rất là rẻ tiền, nhưng mà mua bằng giá yến, đó là một cái đó là
Cho nên cái này phải tùy vào sự lựa chọn của khách hàng. Đúng rồi, em nghĩ là mình nên tìm hiểu những cái thương hiệu lớn lâu năm hay là những cái nơi mình tin tưởng để mình mua những cái sản phẩm này. Ví dụ như bên của chị hay là muốn Yến Đảo thì bên Yến Xào Khánh Hòa. Ví dụ như vậy, những cái đơn vị lớn hay là những cái người làm có tâm như chị. Có tâm thì phải đợi khách hàng dùng và khách hàng đánh giá. Thì đây là cái sản phẩm của mình đã xong ha, là cà tiềm rất là mềm kèm với Yến ha. Yến ở trên cùng và cái kỹ tử mình cũng bỏ một ít trên cùng ha. Mình chị được phép thử không? Chị Yến cho thử ha. Cái sợi Yến vẫn còn đúng không? Tức là chỉ chừng 20 phút là cái sợi Yến nó vẫn còn, mình thấy sợi ha. Sợi mình vẫn thấy cái sợi Yến nên các bạn. Tức là khi mà quan trọng là cái món tiềm như thế này thì cái phần nước sẽ quan trọng hơn cái phần cá. Đúng rồi, cái phần nước là uống cái phần nước rất là ngọt ha, thanh. Không có một cái gia vị gì làm ảnh hưởng tới cái cấu trúc của món ăn ha. Rất là thơm. Cái vị nó không có nghe cái mùi thuốc bắc. Thứ hai nữa là không quá ngọt hay là quá mặn, mà cái mùi giữ mùi vị tự nhiên của nước dùng, rau củ quả và nước dừa. Cái cơm dừa nó cũng ra. Cái cơm dừa nó ra luôn đúng không? Thêm một điểm lưu ý nữa mà mình hay lưu ý cho quý khán giả, khách hàng tiêu dùng, đó là với các cái món tiềm, các bạn dùng, cố gắng dùng hết nước. Cái có thể không dùng được đúng không? Rồi. Tại vì mình tiềm 2 tiếng, nước dùng đã tiềm 2 tiếng thì hàm lượng dinh dưỡng ra trong nước. Nhưng mà khi mình tiềm thì mình có lưu ý nhiệt độ không ha? Cái nhiệt độ của mình ban đầu là mình sẽ mở lớn cho nước sôi, sau đó mình sẽ nhỏ lửa để cho cái độ vừa phải thôi. Thứ nhất là để không tốn ga, và thứ hai tránh tình trạng nó bị mất nước cái hơi nóng, nhiệt nóng cao quá thì làm mất cái hàm lượng dinh dưỡng trong sản phẩm. Cái mình sẽ cho nước sôi và bắt đầu giảm lửa. Mình tìm tới 2 tiếng là lấy cái cách thủy cái hơi nó vừa phải. Thì cái món tiềm thật ra là như ngày xưa người ta nó hay ở Trung Hoa, ví dụ bệnh á, người ta hay hầm sâm với gà để mình chỉ làm nước canh gà thôi để uống thôi, là người ta không có ăn thịt gà. Đúng rồi, cái nước chị nói đó là đúng, cái nước là cho nên là thường một cái phần của mình như vậy thì chứ không phải hai người dùng mới hết. Nhưng mà nếu như các bạn mà một người hoặc là mình để đảm bảo sức khỏe thì món tiềm thì Thông và Thu Yến lưu ý các bạn là ráng dùng cho hết nước, và đặc biệt là cái phần Yến. Cho đó là mình dùng món tiềm thì ăn không hết cá thì dùng nước thôi. Có thể là hai vợ chồng ha, chồng có thể ăn gà ác ha với sâm ha, còn vợ thì uống nước. Vậy, cái này có bị ganh tị không? Nước vô bỏ hết rồi vợ uống, rồi chồng ăn cái không có ganh tị không? Không sao đâu, phụ nữ luôn được ưu tiên mà. Và nếu mà vợ đẹp thì mình cũng là một cái sang của mình, nhưng mà không sao đâu chị. Và lưu ý với các bạn là đối với Yến thì chúng ta nên sử dụng lửa nhỏ và chưng cách thủy là tốt nhất. Lý do là Yến sẽ tan hàm lượng dinh dưỡng, mà thật ra là trong tất cả những cái thực phẩm dinh dưỡng luôn các bạn sẽ tan trong nước, và tan ở nhiệt độ hơn 100 độ C sẽ giảm bớt hàm lượng dinh dưỡng. Do đó các bạn nên lưu ý là chưng Yến trong chưng cách thủy. Chúng ta chưng cách thủy tức là nước ở phía dưới và chúng ta cách một cái không chạm vào nước thì gọi là chưng cách thủy. Ở nhà chúng ta có quan điểm sai, hình như là quan điểm của nhà ở nhà chưng Yến là chúng ta để nguyên cái hũ trong nước luôn đúng không? Và khách hàng thường hay như vậy, tức là đem cái chén Yến và cái hũ Yến để trực tiếp trong nước như vậy mà không điều chỉnh nhiệt độ, thì khi mà hũ Yến nó sôi lên và để thời gian nó quá thì Yến sẽ bị tan tan ra nước, hàm lượng dinh dưỡng kém. Do đó là khi mà khách hàng không lưu ý những điểm này thì không có dùng Yến, nó cũng không có tác dụng gì nhiều đúng không? Thì khách hàng lưu ý những điểm này giúp cho Thông và Thu Yến nhé. Dạ đúng rồi, cái Yến lúc nào mình cũng phải chưng cách thủy nhá. Từ bao đời nay đã làm cái Yến từ rất là xưa rồi, đều phải là mình là chưng Yến, gọi là chưng Yến. Chưng Yến thì mình nghe tới chưng là biết là nó cách thủy rồi, là mình chưng trên một cái nồi như cách thủy như thế này thì nó sẽ tốt, và cái hàm lượng Yến được giữ nguyên nha. Cái sợi Yến nó không bị tan, mình thấy cái sợi Yến nó rất là đẹp, có còn sợi ha. Thì để hôm sau thì mình sẽ làm một vài món cho người lớn tuổi nữa ha chị. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho giới gà tiềm của Yến đúng không? Giới dân phòng rồi, thì mình sẽ có một buổi để mình gặp lại về cho người lớn tuổi ha. Rồi chương trình hôm nay đã hết chưa? Thông và chị Thúy Yến chào hết tất cả mọi người. Chào khán giả.